Xin chào quý vị và các bạn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin dự báo thời tiết cho 3 ngày tới của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, vùng xoáy thấp gây mưa vừa mưa to tồn tại suốt 2 đến 3 ngày nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đang trong quá trình suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, mưa sẽ chưa thể dứt ngay bởi thay thế vùng xoáy thấp là dãy áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đang nhanh chóng thiết lập vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ. Khi dãy áp thấp này rõ nét hơn thì những yếu tố nhiệt và ẩm sẽ thích hợp để hình thành nên những cơn mưa rào và dông. Chính vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, ở miền Bắc trời vẫn có nhiều mây nên nhiệt độ còn mát mẻ và mưa dông vẫn còn khả năng xảy ra. Tuy nhiên thì cường độ mưa giảm hơn so với những ngày trước. Mưa rào thường tập trung nhiều vào đêm và sáng, sẽ còn duy trì đến ngày thứ 3 tuần tới, tức là ngày 27 tháng 8. Từ trưa chiều ngày 27 đến ngày 28 tháng 8, mưa gần như giảm hẳn, trời đôi lúc có nắng nên nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ vào ban ngày. Như vậy là đến giữa tuần sau thì tình hình mưa sẽ giảm hẳn, bà con vùng núi có thể lên kế hoạch tranh thủ những ngày có nắng để sửa sang lại nhà cửa, ruộng vườn hay hong phơi các đồ nông phẩm. Chúng ta cùng đến với thời tiết tại các tỉnh miền Trung. Các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, thời tiết trong những ngày tới nhìn chung không có nhiều biến chuyển. Ban ngày trời có nắng với cường độ vừa phải, nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa trưa dao động trong khoảng 32 cho đến 34 độ. Còn về đêm và sáng thì thời tiết dễ chịu, một số nơi có mưa rào nhẹ mang tính chất cục bộ địa phương. Còn tại các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở xuống Mũi Cà Mau thì thời tiết trong những ngày tới có sự chuyển biến rõ rệt. Do ảnh hưởng của vùng nhiễu động thời tiết từ phía Biển Đông di chuyển vào đất liền cho nên trong vòng 2 ngày tới, đặc biệt lưu ý là từ chiều tối ngày mai, trên khu vực các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có khả năng xuất hiện trên diện rộng. Mưa dông sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển như là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đồng thời mưa với lượng khá cũng sẽ xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên như là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk hay các tỉnh thuộc miền Đông như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và ven biển miền Tây bao gồm Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu. Người dân các khu vực này cần chú ý, với kiểu thời tiết như thế này, trong cơn dông rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động đề phòng, gia cố nhà cửa, chuồng trại cũng như che chắn cho hoa màu, cây trái. Chúng tôi cũng xin lưu ý là hiện tượng dông sét sẽ rất dễ xảy ra. Các biện pháp đơn giản mà hiệu quả như không trú ngụ dưới gốc cây to, không ở ngoài cánh đồng, tắt hết các thiết bị điện cần được quý vị áp dụng mỗi khi mưa dông. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định cho đến Cà Mau sẽ có gió mạnh, bà con ngư dân nên chú ý để phòng tránh mưa dông khi ra khơi đánh bắt hải sản trong khoảng thời gian này. Do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt độ trong 2 ngày tới tại các tỉnh thành phía Nam sẽ giảm, cao nhất ngày ở dưới ngưỡng 33 độ, độ ẩm không khí trung bình ngày khá cao, dao động trong khoảng từ 87 cho đến 92%. Những ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành đới gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 4, cấp 5. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng. Trong khi đó, thì khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Mưa dông tăng nhiều nơi khiến cho tầm nhìn giảm thấp, tàu thuyền đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết đêm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.